Đấy, anh em mà thích những video như này thì mọi người nhớ like đăng ký giúp mình nha. Đấy đây là anh em dục quá. Anh em dục bất dục mình quay vlog thôi ạ. Em là mình có thời gian mình mới quay được. Mình like cả ngày rồi nên cũng không có thời gian. Nên hôm nay là ngày lễ thì rảnh mình lại đi mình quay cho mọi người xem. Ok, hello mọi người nha. Thì mình là Top Hero đây. Đấy thì hôm nay là mình sẽ quay một cái vlog đi siêu thị mọi người nhá. Đấy thì cũng khá nhiều anh em yêu cầu là mình quay vlog đi. Thì hôm nay thì ngày lễ rồi. Hôm nay là ngày lễ mùng 8 tháng 3 thì mình sẽ làm một bữa đi siêu thị với người yêu mình nha. Đấy thì mọi người xem hết video nha. Thì hãy nhớ like đăng ký giúp mình nha mọi người ơi. Ok. Giờ đi thôi. Hút nước luôn này, nước nhiều. Bật nhạc không biết bị bản quyền không? Nghe sợ vãi. Uống cái gì lấy luôn đi. Buzet đi. Nhiều nước ấy. Để uống mấy thạch hàng nó mát này. Chúng em cứ mờ mờ. Đây trẻ con hay thích uống này này. Có nhà tài thích uống này không? Nhà sữa nhà nó còn mua nó còn bỏ uống gì. Ngắm nước chưa này? Giản luôn. Bên này ui toàn rượu này. Ôi. Lắm rượu đấy. Hay rượu hàng hiệu rồi. Đây có cả mệnh giá này mọi người. Cả mệnh giá này. Nhưng mà có nét thôi. 139.000 nhá. 159, 119. Không có từ mệnh giá luôn đấy. Để mệnh giá luôn. Lấy hộp. Lấy hộp đấy. Hộp gì hết xem nào. Xem là mì này là mì gì mọi người. Mì trộn khô. Ăn thật đã. Không biết mì này mì gì anh em. Ok đi. Đấy, nãy là mua hai cái này rồi. Hello hello. Ok mọi người. Đấy thì nãy giờ là đi loang quăng linh tinh rồi. Mua được có hai hộp mì tôm ạ. Giờ đi tiếp đây. Đấy. Giờ phải để xe này. Mai đang trên kia. Lấy đồ. Đấy, ở đây là giờ mọi người đi đâu mọi người cũng thế thôi, phải đeo khẩu trang, người ta không cho bỏ khẩu trang đâu. Nếu bỏ khẩu trang mình sẽ quay cả khẩu trang cho mọi người xem. Nên là không. Đấy, thoảng kiểu mình hắt xì hơi hay như là mình bỏ khẩu trang thôi ạ. Kiểu đi ăn ấy, mình sẽ khác. Mà đây là kiểu công cộng ấy nên là mình sẽ phải đeo khẩu trang. An toàn. Mọi người đi đâu cũng phải đeo khẩu trang nha. Đấy, rất là nhiều đồ luôn này, đi đâu cũng đồ luôn. Đấy, cũng thế. Áo thế tây. Đi thôi. Ui. Đây gì vậy? Bánh kem à? Bánh kem ở trong tủ lạnh này. Này nó bảo quản được thôi. Ôi, đây pizza mọi người. Pizza này. Cái này có mệnh giá luôn này. 59.000 một chiếc. Ui. Đấy, ui, đây là chỗ. Chỗ cửa hàng pizza anh em ơi. Ui. Nhiều bánh chưa? Ngon nhờ. Ui, khá lâu rồi mình không ăn pizza anh em ạ. Hôm nay cũng phải làm một bữa thôi. Rất nhiều đồ luôn này. Bánh ruốc rồi là pizza này, cả mình giá luôn. Mỗi cái nó có mệnh giá khác nhau luôn đấy. Đấy mọi người, 12.000. Đầu giá 12.000, kia 25 này. Kia 25 cái to 25. Đây trong này là Excel. Sản xuất. Let's go, rất nhiều bánh mọi người. Nhìn phát thèm luôn đấy. Chọn đi bánh nhé, bánh đi em. Được bánh nào chưa? Mày vẫn chưa thấy bánh nào ngon. Vẫn đang cố tìm kiếm. À đây, gói này này. Hồi xưa mình thế với anh em luôn. Mình mua gói này về nha. Ăn phải một tuần mới hết. Kiểu nó rất là khô nha mọi người, ăn khô lắm. Ăn ngon mà. Nhưng mà kiểu nó khô lắm, ăn một tí đã khô khát nước rồi. Đây này, có một loại gói này. Sữa này. Tôm cỏ này. Nhiều vậy. Đây cái bánh này. Bánh này Burger Ben. Chọn đi. Bây giờ vẫn chưa thấy cái bánh nào ngon này. Hợp khẩu vị à? Ăn pizza ngon hơn đấy. Bánh nấm này. Nấm. Đây. Đây mọi người xem đọc này. 12.000 một cái. Hạn sử dụng một ngày. Đây đây.
một ngày kể từ ngày sản xuất. Ý là bây giờ mình mua mình chỉ ăn trong một ngày thôi. Ui, một ngày mọi người ạ. Đánh to chưa? Có 13, có 12.000. 12.000, có 12.000 này em, một cái. Đấy, 12.000. Ok nhá, mọi người lấy mình lấy một cái này nha. Đi lành, đi loanh quanh đấy giờ được một cái rồi. Đấy anh em ạ, đấy. Đấy giờ nhặt được chỗ bánh mì này. Má mà chưa xong. Thôi cứ nhặt luôn đi. Bánh này bánh gì đấy? Cũng 12.000 anh em ạ. Cái nhỏ này 12.000, cái to cái kia cũng 12.000. Chắc là mình nghĩ là nó do chất lượng thôi. Cái nào ngon thì cái đấy ít, cái nào không ngon thì nó là nhiều. Nó không ngon thì cũng phải, nó kiểu nó bình thường thôi. Kiểu cái nào nó ngon hơn thì nó sẽ đắt giá hơn đấy. Trời, không được bỏ khẩu trang em ạ. Bỏ khẩu trang là nó bế đi ngay đấy. Cái chọn đi, cái gì mà ngon thì lấy. Có thứ một tí. Đây này. Thôi lấy sữa chua đi. Tăng sức kháng cơ thể này. Ok lấy luôn. Cho vào cho em. Lấy hai bỉ luôn, tí về nhà cho nhà nữa. Lấy hai bỉ cho vào. Cái loại khác đi. Lấy loại khác đi. Mỗi loại một cái thôi nhé. Kiểu cái nào mà có để sức đề kháng không đây? Thì lấy. Kiểu Covid này mình kiểu ăn cái đồ nào mà có đề kháng tí. Cái nào mày, cái đấy ngon thì ốc mấy luôn. Chùa nhà làm. Đấy. Mấy hai bỉ được. Thôi đi tiếp đi, cái nào kia. Đây là xúc xích. Ui. Một dàn xúc xích luôn mọi người. Các loại luôn này. Cái này gì đây? Kim chi Hàn Quốc này. Ui, cái này là cọc không? Ui. Cọc dầm mọi người ơi, cọc dầm nó cúi này. Cọc ngầm. Ai không? Cọc ngầm, kim chi này, nem chua này, của rất nhiều luôn. Cái này là giò kiểu nó giò thập cẩm ấy. Là xúc xích này, xúc xích rồi là cái này là gì đây? Sứa, ăn không? Thì lấy một gói. Xoài nè, xoài tóc nè mọi người. Xúc xích này nhiều không? Ủa, nhiều vãi nha, rất nhiều luôn. Ừ, lấy một gói đi. Ăn thì cứ lấy thôi. Tiếp cho này là hoa quả này. Cho anh em xem quả xoài này. Nó to gì. Một bàn tay mình còn không vừa luôn. Quả này khép mình nghĩ một phải 1 cân. Cái này trên này nhỏ hơn một tí. Đây là quả gì đấy? Chanh leo. Táo đóng gói luôn này. Táo. Vậy là đây là gì? Quả gì nhỉ? Cái này mình không nhớ cơ. À em ơi. Quả này quả gì? Nho. Nho ở nho nhỉ. Nhiều quả không quên ạ. Táo này. Này á, 65.000 một quả này mọi người ơi. 65.000 một quả này. Ơ, cắt 1 cân ý. 6.000. Ui, một quả gì mà 65.000. Cắt thế. À, sữa, sữa mọi người, đợi sữa này. Sữa này. Đấy, đi loanh quanh. Sữa này mọi người, sữa này. À, xem cái sữa không đường đấy. Sữa không đường á? Cho mọi người xem này, rộng không? Rất rộng luôn. Đấy, anh em nào thích những video như này thì mọi người nhớ like đăng ký giúp mình nha. Đấy đây là anh em dục quá. Anh em dục bất dục mình quay vlog thôi ạ. Chắc là mình có thời gian mình mới quay được. Mình like cả ngày rồi nên không có thời gian. Nên hôm nay là ngày lễ thì rảnh mình đi mình quay cho mọi người xem. Đây bây giờ sữa này, bên này cũng là sữa em. Mình nghĩ là sữa này là mình nghĩ là nó sẽ rẻ hơn ở quán bình thường. Đúng không em? Không vì đã bao tiền. Đây sữa Luti. Đậu lành. Kiêu Milo. Milo, lấy Milo đi. Uống Milo tốt đấy. Không vì hôm một nó cái này hết bao tiền. 8 hộp. 8 hộp bao tiền. Mua 7 tặng 1. 7 tặng 1. Đấy còn kiểu vậy đấy ạ. Đây, cái này là siêu nhân rồi là cho trẻ con chơi nhá. Hồi xưa mình cũng thích chơi mấy cái này. Dạ, nó vỉ à. Hả? Ừ, đấy, không biết nó uống sữa nào cơ. Tài nó uống sữa nào ấy, thử xem nào, bên này có không? Chẳng biết nó uống sữa nào ấy.
nhiều sữa quá mọi người. Lanh quanh lanh quanh. Mua trong thằng em mình nha. Đây ủa cả bánh này. Bánh gạo rồi là các thứ nhiều phết. Em ơi, ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi? Ơ. À. Ôi trời ơi, đừng lấy ạ, quá trường thật. Cứ lấy hai vỉ đi, cứ lấy hai vỉ đi em ơi. Lấy hai vỉ đi. Mẹ cứ lấy hai vỉ đi. Đấy, đi tiếp. Xem có gì là mình sẽ mua nhé mọi người. Bên này là quần áo này. Ủa, đống luôn. Quần áo mình nhiều lắm rồi. Tính mua mà hè ấy cũng nhiều quần áo cũng không thích mua mọi người. Để mua mặc không hết đấy. Cũng thôi. Đi chỉ ngắm thôi. Hôm nay đi là mua bán là chính rồi. Đấy. Để con này chạy xe. Rất thích. Mà chỉ con rất thích vào đây mọi người. Quần áo này rất nhiều luôn. Đi. Đi ngắm rồi. Nếu tí thích thì mua hai cái. Giày dép này. Giờ là mình sẽ mua nguyên liệu về để mà nấu mì nhé mọi người. Thấy có gì sau video này mình sẽ làm một video mà nấu một nồi mì cay siêu to khổng lồ. Đấy. Rồi mua thêm mì này, xúc xích này. Rồi là nấm hay là nói chung là rất là nhiều. Bên này sao? Rất nhiều mọi người, rất nhiều luôn. Cái này chắc mình quay cho mọi người xem rồi. Rất nhiều đồ luôn. Cứ lấy đi. Đấy. Phô mai con bọc cười. Đấy. Cái này hồi xưa mình cũng ăn rồi. Mà cảm giác nó ngấy lắm. Cái này ăn mình tăng chiều cao đó nhỉ. Phô mai này. Thôi lấy một cái mình ăn đi, ăn thử được. Túi này là ăn. Đấy. Ừ, cái này phô mai cắt sợi mọi người này. Cái này phô mai cắt sợi này ngon này. Ừ ok, lấy một gói đi. Cho vào. Đây. Nhưng mà mấy chỗ này là toàn đồ mà hay dùng cho trẻ em thôi. Mình lớn thì mình nhưng mà mình thích ăn cũng được. Ủa cái gì đây? Con này có gì nhỉ? Có lẽ là phô mai nè. Đúng không? Kiểu ta nấu thì nóng này nó ấy chứ. Đấy. Rất nhiều luôn mọi người ơi. Rồi. Bên này thì là xúc xích ăn liền mọi người ơi. Ăn liền này. Không có gói to hơn nhỉ? Không có gói nhỏ, không có gói nào gói to hơn nhỉ mọi người. Bên này gói màu nào đấy? Xúc xích gôn. Thôi cái này không biết ăn. Thôi lấy hai gói này đi. Hai gói này nhá. Đây, xúc xích đây. Hai gói. Để ăn. Cầm cho Tài một gói. Ok mọi người ơi, thì nói chung là mua cũng gần xong rồi. Giờ mình sẽ ra lấy thêm ít gói mì nha. Để mai nấu mì nha mọi người. Đây, rất là nhiều mì này. Đấy. Lấy mì nào. Lấy gì cũng được mì nào ấy. Ui, mì tướng đen này. Rất nhiều luôn. Ủa, cái này là gì đây? Bánh gạo. Tteokbokki à? Thấy trên mạng nó review rất là nhiều mọi người. Cái mì hải sản này đúng không? Đây mình này này. Hai gói nhá, này hai gói nhá. Đây mọi người, mì hải sản này. Đấy cái mì này nấu mì cay hơi ngon luôn. Mấy giờ mới đi, mấy giờ mới đi mấy? Cầm đây, để xe kia. Mì hai gói mọi người. Đấy, mua cũng khá nhiều này. Trời. Cái này chắc là có phải tính là phải mất. Ơ không phải, không phải lại đây bên này. Để nhầm giỏ người ta tí là chết. Đi. Cái phát để nhầm giỏ rất là hách não. Đi, ok. Một dàn này, dài chưa mọi người, dài chưa? Rất là nhiều đồ luôn, nhưng mà đồ nào cũng có. Mắm muối mì chính rồi là gia vị các thứ. Tương tiếc. Đây. Nhiều lắm mọi người. Rất là nhiều luôn. Ui, cái gì đấy? Ui, ngô, kiểu giống ngô chiên nhỉ? Ngô chiên. Cái này là ruốc này. Con vặt rồi vậy. Bim bim nước. Bim không? Ăn bim không? Bim không? Ui. Sầu win này. Bị bò lướng không biết nó thích ăn này không? Không biết Tài thích ăn này không nhỉ? Cứ để tí ra xem cái nào ngon thì lấy nốt. Cứ tìm. Hai quả bim to đùng luôn mọi người. To. Đi ra bên này cũng có đồ chơi mọi người này. Thầy mình lấy đi 3-4 dãy là toàn đồ chơi thôi. Đây. Đồ chơi siêu nhân biến hình rồi là các thứ. Này bên này vậy đây.
xe máy rồi là máy cầu các thứ đầy luôn. Đây. Chứ đi đâu toàn đồ của chị con đây đây này. Ui hồi, cái này mẹ này. Một gian nữa. Ui ô tô to chưa? Ủa cái ô tô này hồi xưa mình rất thích chơi luôn mọi người. Đây, ô tô điều khiển này. Hồi xưa mình rất thích chơi mấy kiểu này. Giờ lớn này nhìn cảm giác nó lạ vãi. Ui máy xúc này. Ui dồi ôi. Nhiều thế. Đây là xếp hình này. Xếp hình sinh nhật này. Rất nhiều. Bên này là bóng này. Bóng này. Hồi xưa mình đá bóng rất nhiều luôn. Bây giờ kiểu cũng bận đứng chả đá bóng nhiều. Dịch riêng đấy. Có để đấy nhá, làm mua xong. Giờ là đợi ra thanh toán mọi người. Thế này. Ồ mua ở chỗ này nhỉ. Bánh mì rồi, một đống bánh mì luôn. Vào thanh toán đi. Đang đợi người ta, một giỏ luôn. Nhiều. Rất nhiều luôn. Đó, giờ thanh toán lại mọi người này. Chờ, rất nhiều luôn. Một giỏ. Đấy. Đếm từng cái một. Cho vào túi. Anh em đoán xem túi này hết bao nhiêu. Một giỏ này mình nhặt hết bao nhiêu. Mình nghĩ là phải tầm trên 500. Chúng ta ăn uống không hết bao nhiêu đâu. Hai vỉ sữa mua về cho em mình một vỉ bánh nữa, bim bim thì không biết nó ăn cái gì. Hết rồi, hết rồi. Đấy, tí để ở kia người ta. Xong đi. Ok mọi người, thì đã mua xong rồi nhá mọi người. Rất là lặng luôn. Lặng quá. Mai cầm hai gói, hai túi đây. Lặng quá trưởng luôn. Ôi trời ơi. Túi này của mình cầm khá phải 10 cân. Rất nhiều đồ luôn. Lặng quá. Bây giờ mình về nhà mọi người, có gì mình có sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá. Quá, ý rồi. A few moments later. Ui rồi ôi, đầu tóc. Ok mọi người, thì đã về nhà rồi đấy. Ui số này. Mang gì đấy. Bây giờ là mình sẽ bỏ hết đồ ra cho anh em xem nhá. Đấy, Mai. Mai. Bỏ hết đồ ra cho mọi người xem. Để xem cho mọi người xem hôm nay mua những cái gì và giờ sẽ mất bao tiền. Ok. Ok nha. Rồi bé em hai sẽ bỏ hết ra. Đây có ba túi mọi người, ba túi rồi. Cái túi sữa nặng nhất. Rất nhiều luôn. Đấy. Bánh. Mình mua hai vỉ để mình cầm về nhà một vỉ đó mọi người. Tại mình đang ở trọ này. Nên mình cầm một vỉ về nhà uống. Đấy. Hai hộp sữa chua nữa, mình cầm về một nhà, cầm nhà một vỉ. Bánh này. Như kiểu là bán quán đấy. Mua đống luôn. Đây hóa đơn này tí mình sẽ cho anh em xem gồm những cái gì và hết bao nhiêu. Đấy. Bánh rất nhiều luôn. Mình mua giờ ăn luôn, buổi sáng chưa ăn gì luôn đấy. Giờ là phải ăn luôn mọi người. Mua bánh về để chưa ăn một thể. Còn lại là cứ cầm về nhà một ít nữa mọi người. Đấy. Rất nhiều luôn. Là tí hai còn nói kia kìa, bim bim rồi nè thứ. Đấy, mì tôm. Tôm bim bim hai gói. Tí về cầm về cho em mình một gói. Hai gói luôn mọi người, to đúng luôn. Bình thường mình mua gói ở chỗ này là 10.000, nhưng ở đấy bán có 7.000 thôi. Siêu thị được kiểu bán lẻ mọi người. Thạch này. Xúc xích. Nhiều vãi trưởng đây. Nói chung là hôm nay là được mùa. Được buổi đi hết chưa? Hết rồi. Đấy, em thích ăn gì? Rồi thì giờ thì ăn gì ăn luôn đi. Đây ok, giờ mình sẽ cho mọi người xem hóa đơn nha. Rồi hết rồi, cũng những bao nhiêu. Này. Đã thanh toán ở đây rồi, quên. Đây. Hết 606.000. Đấy mọi người thấy chưa? Rất là nhiều luôn này. Đó cho anh em xem một lượt. Đó. Toàn 10.000, 20.000 là có cái 46.000 là cao nhất. 46.000, 39.000. Mình không nghĩ là hết 600 đâu mọi người. Chỉ nghĩ là hết có 500 này hết 600 luôn. Đấy, 600 này.
Ok. Vé mai bán hàng đi. Đấy xong mọi người, thì giờ mình sẽ nhặt một ít đồ cầm về nhà mọi người nhé. Cầm về nhà đồ, cầm về nhà cho em mình, bố mẹ mình ăn. Đấy, bim này, thằng Tài, em mình sẽ ăn đi bim đó. Cho một gói vào. Gói vào, bánh à. Đấy, bánh ấy. Và xúc xích một gói đi. Sữa. Đấy này. Cho này đây, này, màu đỏ này. Này, tí cầm về nhà luôn, tí nó lạnh mọi người. Này, pizza. Cầm 2, 4, 6, 7. Thì cầm 3 cái, ba nhà có 3 người thì cầm 3 gói đi. Một cái to luôn nhé mọi người. Nhà mình có 3 người thì nhặt 3 người luôn. Đây, 3 cái, đấy. Đấy, 3 người nhà, 3 người nhặt 3 cái. Còn lại là giờ mình ăn mọi người, sáng 100 gì luôn đấy. Đấy, ok. Cái này là mình cầm về nhà mọi người nhé. Đấy, đóng luôn. Ok. Ok mọi người nhá, thì nói chung đã xong rồi. Nay quay chỉ như vậy thôi. Anh em yêu cầu mình làm ấy. Đấy, hôm nay là rảnh mình bỏ một buổi nay, bây giờ trưa rồi. Giờ đã là 12 giờ trưa đấy. Giờ mình sẽ chỉnh sửa video tối mình đăng luôn. Ok chưa? Đó, anh em thấy hay nhớ like đăng ký giúp mình nha. Để mình có động lực ra những video hay tiếp theo hơn mọi người nhá. Ok. Giờ mình sẽ ăn này. Sáng giờ chưa ăn gì cả. Giờ là phải ăn lắm mọi người. Ok. Bye nhá. Hẹn mọi người video sau.